Chào các bạn, hiện tại thì mình thay bố thắng cho chiếc quay alpha của mình nha. Hay là cái má đùm các bạn, đây là bố thắng mình vừa gãi ra các bạn. Mình định thắng nó rít rít thắng hay nó dính mình gãi ra mình kiểm tra. Thì nó còn rất là dày nhưng mà nó tróc luôn các bạn. Nè. Thấy không? Khủng khiếp chưa? Nè, còn rất là dày mà nó tróc luôn nè. Nè. Cái bên này mình gõ gõ chuyện nó tróc luôn các bạn. Bố thắng không? À, thắng này mình biết bố thắng gì nữa. Không có nhãn mát, không có hiệu luôn các bạn. Nè, chắc mua An Giang quá. Đây, đây là cái mà mình mới mua đây. Ha. Đi lim vậy nè các bạn. Đây mới mua đây. Có cũng có số có chữ ha. Nói chung là đáng tin cậy hơn cái kia một tí. Này ở gần nhà mình các bạn. Gần nhà mình thay bố này cũng loại thường các bạn, loại rẻ. Không có loại xịn các bạn, nhưng mà nó đóng mộc made in Thái Lan nè. Gỡ ra thì nó có hai cái lò xo theo các bạn. Mình lên xe ha.